Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất là vui ngày hôm nay tôi được gặp lại quý vị và các bạn và cùng nhau chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Vậy thì ngày hôm nay tôi xin chia sẻ tới quý vị và các bạn về vận động của tư bản cá biệt các bạn nhé. Và tôi nói về giai đoạn thứ nhất các bạn nhé. Đó là nhà tư bản dùng tiền để mua tư liệu sản xuất và sức lao động quá trình độ. Quá trình lưu thông đó được tôi sẽ nói như sau. TH lớn hơn CLR và TLSC. Chức năng giai đoạn này là biến tư bản tiền tệ thành hàng hóa dưới dạng tư liệu sản xuất và sức lao động để đưa vào sản xuất, gọi là tư bản sản xuất. Và tôi nói về giai đoạn thứ hai các bạn nhé. Nhà tư bản tiêu dùng những hàng hóa để mua, tức là tiến hành sản xuất trong quá trình sản xuất. Công nhân hao phí sức lao động, tạo ra giá trị mới. Còn nguyên liệu được chế phí biến máy móc hao mòn thì giá trị của chúng được bảo tồn và chuyển dịch vào sản phẩm mới. Và quá trình sản xuất kết thúc, lao động của công nhân làm thuê đã tạo ra những hàng hóa mới mà giá trị của nó lớn hơn giá trị các yếu tố sản xuất. Mà nhà tư bản đã mua lúc ban đầu. Vì trong đó có giá trị thặng dư do công nhân tạo ra. Tôi thấy sự vận động của tư bản ở giai đoạn này biểu thị như sau. H nhỏ hơn lớn hơn CLR, TLSC bằng SH. Và trong công thức H chỉ tư bản dưới hình thái H
hàng hóa mà giá trị của nó bằng giá trị của tư bản đã hao phí để sản xuất ra nó, cộng với giá trị thặng dư. Kết thúc của giai đoạn thứ hai là tư bản xuất sản xuất chuyển hóa thành tư bản hàng hóa. Và tôi lại nói về giai đoạn thứ ba các bạn nhé. Giai đoạn thứ ba là nhà tư bản trở lại thị trường. Với tư cách là người bán hàng, hàng hóa của nhà tư bản được chuyển hóa thành tiền công thức vận động của tư bản giai đoạn thứ ba hiển biểu thị như sau, đó là HP. Và tôi thấy kết thúc giai đoạn thứ ba là tư bản hàng hóa chuyển hóa thành tư bản tiền tệ. Đến đây, mục đích của nhà tư bản đã được thực hiện. Tư bản quay trở lại hình thái ban đầu và trong tay chủ của nó, nhưng với số lượng lớn hơn trước. Số tiền bán hàng hóa đó, nhà tư bản lại đem dùng vào việc mua tư liệu, sản xuất và sức lao động cần thiết để trực tiếp tục sản xuất và toàn bộ quá trình trên được lặp lại. Và tổng hợp quá trình vận động của tư bản công nghiệp trong cả ba giai đoạn, ta có sơ đồ sau đây, đó là TH lớn hơn SLD, TLSS bằng S trừ H trừ T. Trong hồ sơ này, với tư cách là một giá trị tư bản đã trải qua một chuỗi biến hóa hình thái có quan hệ với nhau, quy định lẫn nhau. Trong các giai đoạn đó có hai giai đoạn thuộc lĩnh vực lưu thông và một giai đoạn thuộc lĩnh vực sản xuất. Tuần hoàn của tư bản là sự vận động của tư bản trải qua
3 giai đoạn. Lần lượt mang 3 hình thái. Thực hiện 3 chức năng. Rồi trở về hình thái ban đầu. Với giá trị 0. Chiều được bảo tồn mà còn tăng lên. Tuần hoàn của tư bản chỉ có thể tiến hành bình thường. Trong điều kiện các giai đoạn khác nhau của nó không ngừng được chuyển tiếp. Mặt khác, tư bản phải lặp lại ở mỗi giai đoạn tuần hoàn trong một thời gian nhất định. Vì vậy, sự vận động tuần hoàn của tư bản là sự vận động liên tục không ngừng. Đồng thời là sự vận động đứt quãng không ngừng. Phù hợp với 3 giai đoạn tuần hoàn của tư bản. Có 3 hình thái của tư bản công nghiệp. Tư bản tiền tệ. Tư bản sản xuất và tư bản hàng hóa. Tôi thấy để tái sản xuất diễn ra một cách bình thường thì tư bản xã hội cũng như từng tư bản cá biệt đều tồn tại cùng một lúc dưới 3 hình thái. Tái sản xuất của mọi doanh nghiệp tư bản chủ nghĩa trong cùng một lúc đều gồm có tư bản sản xuất dưới hình thái tư liệu sản xuất và sức lao động. Tư bản sản xuất dưới hình thái hóa, hàng hóa đưa ra bán. Đồng thời, trong lúc một bộ phận của tư bản là tư bản tiền tệ đang biến thành tư bản sản xuất thì một bộ phận khác là tư bản sản xuất đang biến thành tư bản hàng hóa và bộ phận thứ ba là tư bản hàng hóa biến thành tư bản tiền tệ. Mỗi bộ phận ấy đều lần lượt mang, lấy và rút bỏ một trong 3 hình thái đó. Và tôi thấy rõ 3 hình thái của tư bản
không phải là ba loại tư bản khác nhau, mà là ba hình thái của một tư bản công nghiệp. Biểu hiện trong quá trình vận động của nó. Xong cũng trong quá trình vận động ấy đã chứa đựng khả năng tách rời của ba hình thái tư bản. Trong quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản, khả năng tách rời của ba hình thái tư bản trong quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản, khả năng tách rời đó đã làm xuất hiện tư bản thương nghiệp và tư bản cho vay, hình thành các tập đoàn khác nhau trong giai cấp tư bản. Chủ công nghiệp, nhà buôn, chủ ngân hàng chia nhau giá trị thẳng dư. Và tôi lại nói về chu chuyển của tư bản các bạn nhé. Chu chuyển của tư bản là sự tuần hoàn của tư bản, nếu xét nó là một quá trình định kỳ đổi mới và lặp đi lặp lại không ngừng. Chu chuyển của tư bản nói lên tốc độ vận động của tư bản cá biệt. Và thời gian chu chuyển của tư bản là thời gian tư bản thực hiện được một vòng tuần hoàn gọi là thời gian chu chuyển của tư bản. Và tôi thấy thời gian chu chuyển của tư bản bao gồm thời gian lao động xuất sản xuất và thời gian lưu thông. Thời gian sản xuất là thời gian tư bản nằm ở trong lĩnh vực sản xuất. Thời gian sản xuất bao gồm thời gian lao động, thời gian gián đoạn lao động và thời gian dự trữ sản xuất. Và thời gian sản xuất của tư bản dài hay ngắn là do tác động
nhân tổ sau. Về tính chất của ngành sản xuất, như ngành đóng tàu, thời gian sản xuất nhất định phải dài hơn ngành dệt vải, dệt thảm. Trong thời gian và hơn dệt thảm trang trí hoa văn, quy mô hoặc chất lượng các sản phẩm như xây dựng một xí nghiệp mất thời gian dài hơn xây dựng một nhà ở thông thường. Và tôi thấy thời gian vật sản xuất chịu tác động của quá trình tự nhiên dài hay ngắn, năng suất lao động, dự trữ sản xuất đủ hay thiếu, vân vân. Và thời gian lưu thông là thời gian tư bản nằm trong lĩnh vực lưu thông. Trong thời gian lưu thông, tư bản không làm chức năng sản xuất. Do đó, không sản xuất ra hàng hóa, cũng không sản xuất ra giá trị thặng dư. Thời gian lưu thông gồm có thời gian mua và thời gian bán hàng hóa. Thời gian lưu thông dài hơn thời gian mua và hay ngắn do các nhân tố sau đây quy định: thị trường xa hay gần, tình hình thị trường xấu hay tốt, trình độ phát triển của ngành giao thông vận tải, và thời gian chu chuyển của tư bản càng ngắn thì càng tạo điều kiện cho giá trị thặng dư được sản xuất ra nhiều hơn, tư bản càng lớn nhanh hơn. Và tôi lại nói về tốc độ chu chuyển của tư bản các bạn nhé. Các tư bản khác nhau hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau thì số lần chu chuyển trong một đoạn vị thời gian một năm không giống nhau. Và nói cách khác là tốc độ chu chuyển của chúng khác nhau.
tôi thấy tốc độ chu chuyển của tư bản đo bằng số lần vòng. Chu chuyển của tư bản trong một năm. Và chúng ta có công thức tính tốc độ chu chuyển của tư bản như sau. L bằng TGA trên TGL. Trong đó, L là số lần chu chuyển của tư bản trong một năm. TGL là thời gian trong năm. TGA là thời gian chu chuyển của một tư bản nhất định. Như vậy, tốc độ chu chuyển của tư bản tỷ lệ nghịch với thời gian chu chuyển của tư bản. Muốn tăng tốc độ chu chuyển của tư bản phải giảm thời gian sản xuất và thời gian lưu thông của nó. Tôi thấy lực lượng sản xuất phát triển, kỹ thuật tiến bộ, những tiến bộ về mặt tổ chức sản xuất. Việc áp dụng những thành tựu của hóa học, sinh học hiện đại vào sản xuất và phương tiện vận tải và bưu điện phát triển. Tổ chức mậu dịch được cải tiến, cho phép rút ngắn thời gian chu chuyển của tư bản. Do đó, tăng tốc độ chu chuyển của tư bản. Và tôi lại nói về tư bản cố định và tư bản lưu động các bạn nhé. Các bộ phận khác nhau của tư bản sản xuất không chu chuyển một cách giống nhau. Sở dĩ như vậy là vì mỗi bộ phận tư bản dịch chuyển giá trị của nó vào phẩm sản phẩm theo những cách thức khác nhau. Căn cứ vào tính chất chu chuyển khác nhau, người ta chia tư bản sản xuất thành hai bộ phận: tư bản cố định và tư bản lưu động. Tư bản cố định là một bộ phận của tư bản sản xuất, đồng thời là bộ phận chủ yếu của tư bản bất biến, máy móc, thiết bị, nhà xưởng.
tham gia toàn bộ vào quá trình sản xuất. Nhưng giá trị của nó không chuyển hết một lần vào sản phẩm, mà chuyển dần từng phần theo mức độ hao mòn của nó trong thời gian sản xuất. Và tư bản cố định được sử dụng lâu dài trong nhiều chu kỳ sản xuất, và nó bị hao mòn dần trong quá trình sản xuất. Có hai loại hao mòn là hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình. Hao mòn hữu hình là hao mòn về vật chất, hao mòn về giá trị sử dụng. Và nói về hao mòn hữu hình do quá trình sử dụng và sự tác động của tự nhiên làm cho các bộ phận tư của tư bản cố định dần dần hao mòn, đi chỗ tới chỗ hỏng và phải được thay thế. Và hao mòn vô hình là sự hao mòn thuần túy về mặt giá trị hao mòn vô tình hình xảy ra ngay cả khi máy móc còn tốt nhưng bị mất giá vì xuất hiện các máy móc hiện đại hơn. Để tránh hao mòn vô hình hơn, rẻ hơn hoặc có giá trị tương đương nhưng công suất cao hơn, và để tránh hao mòn vô hình, các nhà tư bản tìm cách kéo dài ngày lao động, tăng cường độ lao động, tăng ca kíp làm việc nhằm tận dụng máy móc trong thời gian càng ngắn càng tốt. Và tôi thấy tăng tốc độ chu chuyển của tư bản cố định là một biện pháp quan trọng để tăng quỹ khấu hao tài sản cố định, làm cho lượng tư bản sử dụng tăng lên, tránh được thiệt hại hao mòn hữu hình do tự nhiên phá hủy và hao mòn vô hình gây ra. Nhờ đó mà có điều kiện đổi mới thiết bị nhanh. Tư bản lưu động là một bộ phận của tư bản sản xuất,
gồm một phần tư bản bất biến. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu phụ và tư bản khả biến, sức lao động được tiêu dùng hoàn toàn trong một chu kỳ sản xuất và giá trị của nó được chuyển toàn bộ vào sản xuất trong quá trình sản xuất. Tư bản lưu động chu chuyển nhanh hơn tư bản cố định. Việc tăng tốc chu chuyển của tư bản lưu động có ý nghĩa quan trọng. Một mặt, tốc độ chu chuyển của tư bản lưu động tăng lên sẽ làm tăng lượng tư bản lưu động được sử dụng trong năm. Do đó, tiết kiệm được tư bản ứng trước. Mặt khác, do tăng tốc độ chu chuyển của tư bản lưu động khả biến, làm cho tỷ suất giá trị thẳng dư trong năm tăng lên. Và việc phân chia tư bản ứng trước thành tư bản bất biến và tư bản khả biến là dựa vào vai trò của từng bộ phận. Tư bản trong quá trình sản xuất ra giá trị thẳng dư. Ở đây, việc phân chia tư bản thành tư bản cố định và tư bản lưu động là đặc điểm riêng của tư bản sản xuất. Căn cứ của sự phân chia là phương thức chuyển dịch giá trị của chúng vào sản phẩm trong quá trình sản xuất hay dựa vào tính chất chu chuyển của tư bản. Và phân chia tư bản theo hình thức của sự chu chuyển. Tư bản cố định và tư bản lưu động. Tư bản bất biến và tư bản khả biến. Trong đó có giá trị máy móc, thiết bị nhà xưởng và giá trị nhiên nguyên nhiên vật liệu, giá trị sức lao động. Và tôi thấy việc phân chia tư bản thành tư bản cố định và
tư bản lưu động, không phản ánh được nguồn gốc sinh ra giá trị thẳng dư, nhưng lại có ý nghĩa quan trọng trong quản lý kinh tế. Nó là cơ sở để quản lý, sử dụng vốn cố định, vốn lưu động một cách có hiệu quả cao. Đặc biệt với sự phát triển của cách mạng khoa học công nghệ, sự đổi mới tiến bộ của thiết bị hao mòn tài sản cố định, nhất là hao mòn vô hình, đòi hỏi bức xúc đối với khoa học và nghệ thuật quản lý kinh tế. Và tôi xin chia sẻ tới quý vị và các bạn về tài sản xuất tư bản xã hội và khủng hoảng kinh tế các bạn nhé. Nói về tái sản xuất tư bản xã hội trong chủ nghĩa tư bản, mỗi tư bản cá biệt hoạt động độc lập với nhau, đồng thời do sự phân công lao động xã hội, chúng lại có sự liên hệ qua lại với nhau, tạo thành tư bản xã hội. Toàn bộ nền kinh tế tư bản có thể xem như hoạt động của một tư bản xã hội duy nhất. Và tư bản xã hội là thể tổng thể các tư bản cá biệt của xã hội. Vận động trong sự liên kết chằng chịt và tác động qua lại với nhau. Như vậy, tư bản xã hội không phải là sự công nhận lại một cách máy móc các tư bản, cá biệt, mà là một tổng thể phức tạp của các tư bản cá biệt trong sự vận động và liên hệ với nhau. Sự vận động của tư bản xã hội được thực hiện cả trong lĩnh vực sản xuất cũng như trong lĩnh vực lưu thông.
tôi thấy vấn đề thực hiện tổng sản phẩm xã hội cả về mặt giá. Chị cũng như về mặt hình thái, hiện vật là vấn đề trung tâm của tái sản xuất tư bản xã hội. Toàn bộ nền sản xuất tư bản chủ nghĩa được phân thành hai khu vực lớn. Khu vực một là khu vực sản xuất tư liệu, sản xuất. Khu vực hai là khu vực sản xuất tư liệu tiêu dùng. Tỷ lệ thực hiện sản phẩm giữa hai khu vực là 100. Những tỷ lệ cơ bản của nền kinh tế quốc dân. Và tôi lại nói về điều kiện thực hiện sản phẩm trong tái sản xuất tư bản xã hội các bạn nhé. Điều kiện thực hiện sản xuất sản phẩm xã hội trong tái sản xuất giản đơn. Tái sản xuất giản đơn là quá trình tái sản xuất lặp lại quy mô như cũ. Toàn bộ giá trị thặng dư được nhà tư bản tiêu dùng hết cho cá nhân. Tái sản xuất giản đơn tư bản chủ nghĩa không phải là hình thức sản xuất điển hình của chủ nghĩa tư bản. Tuy nhiên, nghiên cứu tái sản xuất giản đơn là cơ sở để hiểu tái sản xuất mở rộng sâu hơn. Khi nghiên cứu các điều kiện hiện thực hiện tái sản xuất tư bản xã hội, chủ nghĩa Marx đã đưa ra giả định nền kinh tế chỉ có phương thức tư bản chủ nghĩa thuần túy, gồm hai giai cấp tư bản và vô sản. Và giá cả hàng hóa mua bán đúng với giá trị, tỷ suất giá trị thặng dư bằng 100%, cấu tạo hữu cơ CV không thay đổi, toàn bộ tư bản cố định đều chuyển hết
giá trị của nó vào sản phẩm trong một năm. Và không xét đến ngoại thương. Để quá trình tái sản xuất giảm đơn diễn ra bình thường, thì toàn bộ sản phẩm của hai khu vực cần được trao đổi, đáp ứng cả về mặt hiệu vật, cả về mặt giá trị. Từ sự phân tích trên, ta có thể rút ra các điều kiện thực hiện tổng sản phẩm xã hội trong tái sản xuất giảm đơn như sau. Điều kiện thứ nhất, toàn bộ giá trị mới do lao động sáng tạo ra trong khu vực 1 phải bằng giá trị bất biến đã hao phí ở khu vực 2. Đây là điều kiện cần thiết để có thể thực hiện được tái sản xuất. Giảm đơn tư bản chủ nghĩa. Nó nói lên mối quan hệ giữa hai khu vực trong tái sản xuất giảm đơn. Và tôi lại nói về điều kiện thứ hai các bạn nhé. Toàn bộ giá trị sản phẩm của khu vực 1 phải bằng giá trị tư bản bất biến đã hao phí của cả hai khu vực. Điều kiện này nói lên vai trò của khu vực 1 trong tái sản xuất giảm đơn. Và điều kiện thứ 3 là toàn bộ giá trị sản phẩm của khu vực 2 sẽ bằng giá trị mới do lao động sáng tạo ra ở hai khu vực. Và điều này, kiện này nói lên vai trò của khu vực 2 trong tái sản xuất giảm đơn. Và điều kiện thực hiện sản phẩm xã hội trong tái sản xuất mở rộng. Điều các điều kiện để có thể thực hiện tái sản xuất mở rộng như sau. Thứ nhất, tư bản khả biến. Tư bản khả biến phụ thêm V và giá trị thẳng dư cho tiêu dùng của nhà tư bản M2 của khu vực 1
phải bằng giá trị tư bản bất biến và tư bản bất biến phụ thêm C của khu vực 2. 1V cộng V1 cộng M2 bằng 2C cộng C. Điều kiện này nói lên mối quan hệ giữa hai khu vực trong tái sản xuất. Thứ hai, toàn bộ giá trị sản phẩm của khu vực một phải đủ. Trang bị cho tư bản bất biến và tư bản bất biến phụ thêm ở cả hai khu vực. Một C cộng V cộng M bằng một C cộng C một cộng hai C cộng C. Có như vậy cả hai khu vực sản xuất của xã hội mới đủ tư liệu sản xuất và tư liệu sản xuất phụ thêm. Điều kiện này nói lên vai trò của khu vực 1 tái sản xuất mở rộng. Thứ 3, toàn bộ giá trị mới của hai khu vực bằng giá trị sản phẩm của khu vực 2 và tư bản bất biến phụ thêm của cả hai khu vực. Và 1V cộng V1 cộng V1 cộng M2 cộng 2V cộng V1 cộng C1 cộng M1 M2 bằng 1V cộng M cộng 2V cộng M. Hay 1 cộng 2V cộng M bằng 2 cộng C cộng V cộng M cộng 1 cộng 2C1. Như vậy, thu nhập quốc dân tức là phần giá trị mới sáng tạo ra xã hội phải đủ cho tiêu dùng và tích lũy mở rộng của sản xuất của toàn xã hội. Điều kiện này nói lên vai trò của giá trị mới trong tái sản xuất mở rộng. Như vậy, thực hiện tái sản xuất mở rộng đòi hỏi những tỷ lệ, những phương trình cân đối giữa hai khu vực dưới chủ nghĩa
tư bản. Những tỷ lệ đó hình thành một cách tự phát và thường xuyên bị phá vỡ. Nên có thể xảy ra sự mất cân đối này, không được điều chỉnh để kiến lập sự cân đối mới, tất yếu sẽ dẫn đến hiện tượng khủng hoảng kinh tế. Do tác động của quy luật cạnh tranh và sản xuất chính phủ, những quan hệ tỷ lệ giữa các ngành sản xuất khu vực, các mặt của quá trình tái sản xuất thường xuyên bị gián đoạn bởi các cuộc khủng hoảng kinh tế, và rồi thông qua các cuộc khủng hoảng kinh tế, chủ nghĩa tư bản lại dần dần lập lại được thế cân bằng mới. Video của tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe video.